Chào tất cả mọi người, mình là Nga, tiếp viên trưởng của hãng hàng không Vietjet. Vừa qua, mình đã tham gia phục vụ chuyến bay VJ2737 của Vietjet, đưa gần 230 hành khách tại thành phố Đà Nẵng về lại Hà Nội vào ngày 13 tháng 8 năm 2020. Khi nhận được lịch bay, thì thật sự mình đã cảm thấy hơi lo lắng một chút, vì biết rằng sau chuyến bay mình sẽ phải đi cách ly tập trung theo quy định. Thế nhưng với tinh thần trách nhiệm của một người tiếp viên hàng không, mình đã gạt ngay tất cả những lo âu và do dự để tập trung chuẩn bị cho chuyến bay này. Lịch đến thì mình bay thôi. Mình tin rằng tất cả các bạn đồng nghiệp trên chuyến bay hôm đó đều có suy nghĩ như mình. Khi chuyến bay vừa đáp tại sân bay Đà Nẵng, mình đã thấy các anh chị nhân viên mặt đất, nhân viên các bộ phận chờ sẵn ở sân bay. Tất cả các anh chị đều tập trung, cố gắng làm tốt công việc của mình để hỗ trợ hành khách. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp như hiện nay, mặc dù có lo lắng nhưng chúng tôi không hề sợ hãi, quyết không chùn bước, gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ, mong muốn được giúp đỡ khách du lịch được về quê thuận lợi, vui vẻ, mong dịch bệnh sớm qua đi. Mình vẫn nhớ mãi cái cảm xúc đó, niềm vui của các anh chị và cô chú hiện rõ trên đôi mắt rưng rưng lúc chào tiếp viên khi lên tàu. Trong ai cũng mệt mỏi vì quá trình chờ đợi làm thủ tục, nhưng vẫn không giấu được niềm hạnh phúc, niềm vui và mong ngóng được trở về nhà. Cảm giác rất là hồi hộp vì mình đã rất chờ rất là lâu, hơn 2 tuần để được quay trở về nhà. Thì các bạn nhân viên sân bay thì mình thấy hỗ trợ rất tốt và rất luôn ưu tiên những trẻ nhỏ này, những người phụ nữ, các bạn nữ có thai này hoặc là các cụ lớn tuổi luôn được ưu tiên trước. Mình rất cảm ơn Vietjet. Những ngày gần đây, khi đợt dịch Covid lần thứ 2 tái phát với diễn biến phức tạp, mình đã chứng kiến các bạn, các anh chị đồng nghiệp vẫn không ngừng thực hiện các chuyến bay giải cứu người dân trở về từ nước ngoài. Bản thân mình cảm thấy rất tự hào vì là một thành viên của đại gia đình Vietjet, được đóng góp một phần nhỏ trong những hành trình đưa hành khách trở về nhà an toàn. Ngay sau khi hạ cánh, mình cùng toàn bộ tổ bay được đi cách ly tập trung theo quy định. Sau chuyến bay này, nếu tiếp tục được điều động, mình luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ trên các chuyến bay hỗ trợ hành khách từ vùng dịch. Mình xin chúc cho các anh chị đồng nghiệp trong ngành hàng không trên mọi chuyến bay luôn được khỏe mạnh, bình an. Chúc cho mọi hành khách được trở về nhà, an toàn bên gia đình và người thân nhé.